Sau những biến động rất lớn từ vị trí huấn luyện viên trưởng cho đến nguyên một đội hình phải ra đi, Chelsea rất cần những trận giao hữu để ổn định mọi thứ. Họ bắt đầu kỷ nguyên của Pochettino với trận đại thắng Wrexham tại Florida Cup, một đội bóng vô danh, và nếu ông chủ của họ không phải ngôi sao Hollywood, nam diễn viên Ryan Reynolds, thì cũng chẳng mấy người biết đến đội bóng này. Thế có nghĩa là với Chelsea, trận thắng Wrexham không mang quá nhiều ý nghĩa. Thước đo thực sự để kiểm chứng năng lực của họ phải là Brighton của huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Chẳng nói đâu xa, mùa giải trước những chú chim mòng biển là cơn ác mộng lớn nhất của đội chủ sân Stamford Bridge. Ở trận lượt đi, Brighton vùi dập đối thủ với tỷ số 4-1 ngay trên sân nhà. Sang đến trận lượt về, Chelsea nỗ lực hơn một chút nhưng cũng phải nhận thất bại với tỷ số 1-2. Trong hai trận thua đó, người ta thấy được sự rệu rã của đội bóng thành London. Có cảm giác như kiểu cứ mỗi khi để đối phương dẫn bàn, họ lại chẳng cho thấy chút sức lực nào để lật ngược lại thế cờ. Sáng nay mọi thứ cũng diễn ra với một kịch bản tương tự khi Danny Welbeck ghi bàn thắng giúp Brighton vừa lên dẫn trước, nhưng đó cũng là lúc Pochettino cho thấy sự khác biệt và đem đến hy vọng cho những cổ động viên của The Blue. Ở trận này, Pochettino tiếp tục tạo ra nhiều sự thay đổi và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, trên hàng công ông vẫn tin dùng Nkunku, người chơi cực kỳ nổi bật trong chiến thắng trước câu lạc bộ Wrexham. Cựu cầu thủ của RB Leipzig đã không phụ lòng ông thầy bằng cú ra chân rất nhanh trong vòng cấm. Đó là một pha phối hợp có nét của Chelsea bằng những đường bóng đập nhà 1-2 ngay trong vòng cấm của đối thủ. Nkunku đã đứng đúng chỗ và chọn đúng thời điểm để đệm bóng vào lưới từ cự ly rất gần. Nhưng tâm điểm của trận đấu này thuộc về Nicolas Jackson, người được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công của Chelsea ở mùa giải này. Kể từ thời điểm vào sân thay cho Nkunku ở phút 63, cầu thủ người Senegal đã biến trận đấu với Brighton trở thành show diễn của riêng mình. Bạn hãy nhìn pha phối hợp này giữa Nicolas Jackson và Modric. Nó được thực hiện ở một tốc độ cao giữa hai cái tên mới chỉ tập khoảng chục buổi cùng nhau. Tuy nhiên, tuyển thủ người Ukraine đã kết thúc gọn gàng pha bóng đó bằng một cú volley rất đẹp mắt. Và cũng lại là Nicolas Jackson bằng một pha bóng nhảy múa trong vòng vây các hậu vệ của Brighton. Bằng một nỗ lực tuyệt vời, số 43 của Chelsea vẫn có thể thọc chân để tạo ra đường chuyền dọn cỗ cho Conor Gallagher. Sau đó, Nicolas Jackson đã tự mình điền tên lên bảng tỷ số bằng một tình huống theo đúng phong cách của một trung phong cắm điển hình. Xuất phát từ đường chọc khe xuyên tuyến của Cucurella, cựu cầu thủ của Villarreal bứt tốc phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm gọn gàng để đem về bàn thắng thứ tư cho Chelsea. Sau hai trận đấu với Chelsea, tiền đạo 22 tuổi đã có 4 đường kiến tạo cùng một bàn thắng. Chỉ tính riêng ở trận đấu với Brighton, cầu thủ người Senegal đã tạo ra 2 tình huống kiến tạo cho những người đồng đội lập công. Jackson đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và phần thưởng đó hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của chân sút này đã tạo ra. Nhưng sự ấn tượng từ Nicolas Jackson không chỉ đến từ những thông số, đó là cách anh kết nối với những người đồng đội, hòa nhập vào lối chơi chung của Chelsea. Giống như những lời phát biểu sau trận đấu, tiền đạo sinh năm 2001 cho biết anh thực sự hạnh phúc vì những điều các đồng đội đã mang đến tại Chelsea. Sự hòa nhập nhanh chóng là lý do giúp Jackson có thể chơi tốt qua từng trận đấu và có được bàn thắng đầu tiên dù chỉ là trong trận giao hữu. Jackson còn cho thấy anh có thể hoạt động độc lập nhờ lợi thế thể hình và cài đè đối phương, giống như pha kiến tạo để giúp Gallagher lập công. Một mình Jackson đã che chắn hiệu quả trước sự kèm cặp gắt gao từ hai cầu thủ bên phía Brighton. Màn trao sân hoàn hảo từ Nicolas Jackson cũng được ông thầy đánh giá rất cao. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Pochettino nhận định cậu trò vẫn cần thời gian để hòa nhập với Premier League. Nhưng chính từ những trận đấu giao hữu như thế này, Jackson sẽ tiếp tục cải thiện kỹ năng và càng ngày càng thích nghi với lối chơi chung của toàn đội. Đã từng có những sự hoài nghi khi cho rằng Chelsea nếu không có những tiền đạo thuộc tầm cỡ ngôi sao sẽ khó có thể chinh phục EPL mùa giải năm nay. Nhưng với những gì Jackson đang thể hiện, có thể Pochettino sẽ trọng dụng anh nhiều hơn và đặt nhiều hơn sự kỳ vọng cho một Pogba mới tại Stamford Bridge. Nhìn vào kết quả sau hai trận giao hữu tiền mùa giải, Nico Jackson không phải gương mặt duy nhất để lại ấn tượng trong mắt người hâm mộ của Chelsea. Mikhail Modric đang dần biết cách để thích nghi với hệ thống mà Pochettino xây dựng, biết cách để chứng minh cho tất cả thấy rằng tại sao The Blue từng phải bỏ ra tới hơn 70 triệu euro để mang anh về từ Shakhtar Donetsk. Đây là hình ảnh mà rõ ràng các cổ động viên của sân Stamford Bridge đã phải chờ rất lâu để có thể thực sự được chứng kiến ở tài năng trẻ mà họ từng đặt rất nhiều kỳ vọng khi mang anh về mùa đông vừa qua. Ở hành lang cánh trái của Chelsea, Modric cho thấy khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng tốc độ ấn tượng cùng với nền tảng kỹ thuật tốt của mình. Dù bộ kỹ năng vẫn được đánh giá là khá thô sơ, nhưng tiềm năng của tiền đạo này là điều không phải bàn cãi. Nhưng sự đa năng của Modric sẽ không chỉ dừng lại ở khả năng làm khó hậu vệ biên đối phương bằng những tình huống đột phá nhờ vào tốc độ ở sát đường biên dọc. Trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea trước đối thủ Brighton rạng sáng nay, chính Modric đã có một tình huống xi nhan phải để phối hợp đập nhà cực kỳ mượt mà với đồng đội trước khi tung ra cú đại bác chuẩn xác.
Sự toàn diện và khả năng hoàn thiện trong lối chơi của Modric chính là điều mà người hâm mộ muốn được chứng kiến ngay từ những ngày đầu tiên anh đặt chân tới Stamford Bridge. Dù những trận đấu giao hữu sẽ là chưa đủ để khẳng định rằng tiền đạo người Ukraine là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công của Pochettino trước thêm mùa giải mới, nhưng những tín hiệu tích cực ở thời điểm này là đủ để người hâm mộ có thêm niềm tin vào sao mai đắt giá của họ. Một cái tên khác đang phải đối mặt với tương lai bất định ở phiên chợ hè năm nay là Conor Gallagher cũng đang khiến cho người hâm mộ của The Blue phải bất ngờ với màn trình diễn trong trận đấu mới nhất với Brighton. Công bằng mà nói thì tiền vệ người Anh đã có được cho mình một trận đấu với sự quyết tâm khẳng định bản thân và cho thấy anh sẵn sàng ở lại cạnh tranh cho một vị trí chính thức trong đội hình. Câu hỏi rằng liệu tiền vệ này có xứng đáng có thêm một cơ hội ở mùa giải mới hay không? Bàn nâng tỷ số lên 3-1 của cá nhân Gallagher cùng pha lập công ở trận đấu trước với Wrexham có thể được xem như là liều thuốc tinh thần quan trọng dành cho tiền vệ này trước thêm mùa giải mới. Năng lượng cùng khả năng phân phối bóng tốt của Gallagher vô tình khiến cho các cổ động viên phải đặt ra câu hỏi rằng liệu tiền vệ này có xứng đáng có thêm một cơ hội ở mùa giải mới hay không? Có thể đó sẽ không phải là một vị trí chính thức trong đội hình, nhưng chắc chắn một phương án xoay tua trên băng ghế dự bị sẽ là phù hợp với tiền vệ người Anh, trong bối cảnh Chelsea chắc chắn sẽ hướng tới việc trở lại cuộc đua ở top đầu mùa giải sau. Nhưng để rồi mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ đội bóng London lúc này vẫn sẽ là vị trí trung phong cắm, nơi mà có lẽ Mauricio Pochettino cũng đang bị bủa vây bởi rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Không ai có thể phủ nhận những màn trình diễn tích cực của Nicolas Jackson thời gian qua là tín hiệu tốt dành cho đội bóng London. Nhưng việc đặt niềm tin của cả một mùa giải vào gương mặt mới chỉ bước sang tuổi 22 có thể được xem là canh bạc dành cho cá nhân, vị chiến lược gia người Argentina lẫn những mục tiêu của Chelsea. Sau một mùa giải bết bát ở Premier League, các True Blue có lẽ sẽ không thể chịu được tình cảnh đội bóng con cưng của họ rơi khỏi nhóm tham dự Cúp châu Âu thêm một lần nào nữa. Chính vì vậy mà nhiều khả năng Chelsea vẫn sẽ có cho mình thêm những toan tính riêng ở vị trí trung phong thay vì đặt trọn vẹn niềm tin vào tân binh sinh năm 2001. Một tín hiệu khác dù có thể không thực sự khả thi nhưng cũng đủ để khiến cho người hâm mộ của sân Stamford Bridge phấn khích khi mà thượng tầng của đội bóng London đang nghiên cứu khả năng thành công nếu họ tiến hành chiêu mộ Kylian Mbappe. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại thì sẽ không có nhiều đội bóng đủ khả năng chi trả cho mức lương mà siêu sao người Pháp nhận được kèm cả với khoản tiền chuyển nhượng cho Paris Saint-Germain. Nhưng Chelsea lại hoàn toàn có thể trở thành một trong số ít những đội bóng có thể làm được điều đó bên cạnh Real Madrid. Bất lợi duy nhất của The Blue chính là không thể có mặt tại đấu trường Champions League mùa tới, sân chơi mà bản thân Mbappe đang rất khát khao để có thể nâng tầm bằng một chức vô địch. Chính vì vậy mà nhiều khả năng The Blue có thể sẽ nhắm tới một chân sút khác đủ sức trở thành ngọn hải đăng nơi tiền tuyến của sân Stamford Bridge cho mùa giải 2023-2024. Dù vẫn còn đó những vấn đề nhất định, nhưng huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang biết cách thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của Chelsea. Nhiệt huyết của những tài năng trẻ đang trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc dành cho sơ động Stamford Bridge trước khi bước vào mùa giải mới. Đó cũng chính là điểm tựa để các cổ động viên tin rằng bầu không khí u ám tại London sẽ sớm tan biến khi bước vào triều đại mới của ông thầy người Argentina.